Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 1, phẩm 1, mở đầu pháp thoại. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Thế Tôn tại đỉnh Thứ Phong thuộc thành Dương Xá, Ngài ở nơi pháp giới rất trong sáng, rất sâu xa. Pháp giới ấy là lĩnh vực của Phật Đà, là trú xứ của Thế Tôn. Bây giờ chúng đại bí xô có 98.000 vị, toàn là A-la-hán, khéo tự thuần quá, in như voi chúa, sơ hở đã hết. Không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, việc làm hoàn tất, bỏ mọi gánh nặng, đạt đến tự lợi, hết sạch kiết sử, được đại tự tại. Ở trong tình giới, phương tiện khéo léo, tuệ giác trang nghiêm, được tám giải thoát, đến bờ bên kia. Danh hiệu các vị là Cụ Thọ A Nhã Kiều Trần Như, Cụ Thọ A Thuyết Thị Đa, Cụ Thọ Bà Thấp Ba, Cụ Thọ Maha Nama, Cụ Thọ Bà Đế Lị Ca, Tôn giả Đại Ca Nhiếp Ba, Tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Nhiếp, Tôn giả Già Gia Ca Nhiếp, Tôn giả Na Đề Ca Nhiếp, Tôn giả Xá Lị Tử, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan Đà, người ở vị trí đang còn tu học. Các vị đại thanh văn như vậy, sau lúc quá trưa cùng xuất định đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều bên phải, rồi lui ra cùng ngồi một phía. Chúng đại Bồ Tát trăm ngàn vạn ức vị có quy đức lớn như Đại Long Dương, tiếng khen vang khắp, ai cũng biết đến, thường thích phụng hành tịnh thí định giới, nhẫn nhục tinh tiến qua vô số kiếp, vượt mọi thiền định, tâm ở trước mắt, mở cửa tuệ giác, thiện dụng phương tiện, tự tại du hành thần thông vi diệu, thành đạt tổng trị, hùng biện vô tận, cắt đứt phiền não, hệ lụy không còn, đã gần thành đạt trí tuệ toàn giác, chế ngự ngoại đạo cho sinh tịnh tâm, chuyển đẩy pháp luân, quá độ người trời, mười phương cõi Phật đều trang hoàng cả, sáu nẻo hữu tình đều nhờ ích lợi, thành tựu đại trí, viên mãn đại nhẫn, có tâm đại từ bi, có lực đại kiên cố, phụng sự chư Phật, không nhập niết bàn, phát nguyện rộng lớn, cùng tận vị lai. Nơi các đức Phật trồng sâu tình nhân, cả ba thì gian ngộ vô sinh nhẫn. Vượt qua lĩnh vực nhị thừa bước đi, đem đại thiền phương tiện mà hóa đạo thế giới, phu diễn được hết giáo huấn của Phật, với đạo lý không sâu xa bí mật, đều thấu triệt cả, không còn nghi hoặc. Danh hiệu các vị là Bồ Tát vô chướng ngại chuyển pháp luân, Bồ Tát thường phát tâm chuyển pháp luân, Bồ Tát thường tinh tiến, Bồ Tát bất hưu tích, Bồ Tát từ thị, Bồ Tát diệu các tường, Bồ Tát quang tự tại, Bồ Tát tổng trì tự tại dương, Bồ Tát đại biện trang nghiêm dương, Bồ Tát diệu cao sơn dương, Bồ Tát đại hải thâm dương, Bồ Tát bảo tràng, Bồ Tát đại bảo tràng, Bồ Tát địa tạng, Bồ Tát hư không tạng, Bồ Tát Bảo Thủ Tự Tại, Bồ Tát Kim Cang Thủ, Bồ Tát Quang Hỷ Lực, Bồ Tát Đại Pháp Lực, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Quang, Bồ Tát Đại Kim Quang Trang Nghiêm, Bồ Tát Tịnh Giới, Bồ Tát Thường Định, Bồ Tát Cực Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát Kiên Cố Tinh Tiến, Bồ Tát Tâm Như Hư Không, Bồ Tát Bất Đoạn Đại Nguyện, Bồ Tát Thí Dược, Bồ Tát Liệu Chư Phiền Não Bệnh, Bồ Tát Y Dương, Bồ Tát Quang Hỷ Cao Dương, Bồ Tát Đắc Thường Thọ Ký, Bồ Tát Đại Dân Tịnh Quang, Bồ Tát Đại Dân Trì Pháp, Bồ Tát Đại Dân Danh Xưng Hỷ Lạc, Bồ Tát Đại Dân Hiện Vô Biên Xưng, Bồ Tát Đại Dân Sư Tử Hống, Bồ Tát Đại Dân Ngưu Dương Hống, Bồ Tát Đại Dân Cát Tường, Bồ Tát Đại Dân Bảo Đức, Bồ Tát Đại Dân Nhật Tạng, Bồ Tát Đại Dân Nguyệt Tạng, Bồ Tát Đại Dân Tinh Quang, Bồ Tát Đại Dân Quả Quang, Bồ Tát Đại Dân Điện Quang, Bồ Tát Đại Dân Lôi Âm, Bồ Tát Đại Dân Tuệ Vũ Xung Biến, Bồ Tát Đại Dân Thanh Tịnh Vũ Dương, Bồ Tát Đại Dân Hoa Thọ Dương, Bồ Tát Đại Dân Thanh Liên Hoa Hương, Bồ Tát Đại Dân Bảo Chiên Đàn Hương Thanh Lương Thân, Bồ Tát Đại Dân Trừ Ám, Bồ Tát Đại Dân Phá Ế. Các vị đại Bồ Tát như vậy, sau lúc quá trưa cùng xuất định đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều bên phải, rồi lui ra cùng ngồi một phía. Lại có 508.000 đồng tử Lê Sa Tỳ,
tên là Đồng Tử Sư Tử Quang, Đồng Tử Sư Tử Tuệ, Đồng Tử Pháp Thọ, Đồng Tử Nhân Đà Ra Thọ, Đồng Tử Đại Quang, Đồng Tử Đại Mãnh, Đồng Tử Phật Hộ, Đồng Tử Pháp Hộ, Đồng Tử Tăng Hộ, Đồng Tử Kim Cang Hộ, Đồng Tử Hư Không Hộ, Đồng Tử Hư Không Hống, Đồng Tử Bảo Tạng, Đồng Tử Cát Tường Diệu Tạng. Những đồng tử như vậy làm người đứng đầu, họ cùng đứng vững nơi vô thượng giác, thâm tín vui thích đối với Đại Thừa. Sau lúc quá trưa, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều bên phải, rồi lui ra cùng ngồi một phía. Có 42.000 thiên tử, tên là Thiên Tử Hỷ Kiến, Thiên Tử Hỷ Duyệt, Thiên Tử Nhật Quang, Thiên Tử Nguyệt Kế, Thiên Tử Minh Tuệ, Thiên Tử Hư Không Tịnh Tuệ, Thiên Tử Trừ Phiền Não, Thiên Tử Cát Tường. Những thiên tử như vậy làm người đứng đầu, họ phát đại nguyện hộ vệ Đại Thừa, làm cho chánh pháp rực rỡ liên tục. Sau lúc quá trưa, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều bên phải, rồi lui ra cùng ngồi một phía. Có 28.000 Long Vương, Long Vương Liên Hoa, Long Vương Ế La Diệp, Long Vương Đại Lực, Long Vương Đại Hống, Long Vương Tiểu Ba, Long Vương Trì Sử Thủy, Long Vương Kim Diện, Long Vương Như Ý. Những Long Vương như vậy làm người đứng đầu, họ thường thích nhớ chánh pháp Đại Thừa, tin tưởng sâu xa, tán dương duy trì. Sau lúc quá trưa, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều bên phải, rồi lui ra cùng ngồi một phía. Có 36.000 Dược Xoa, đứng đầu bởi Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Tên của họ là Dược Xoa Im Bà, Dược Xoa Trì Im Bà, Dược Xoa Liên Hoa Quang Tạng, Dược Xoa Liên Hoa Điện, Dược Xoa Tần Mi, Dược Xoa Hiện Đại Bố, Dược Xoa Động Địa, Dược Xoa Thôn Thực. Những Dược Xoa như vậy ưa thích chánh pháp của Đức Thế Tôn, chân thành duy trì, không hề giải đãi. Sau lúc quá trưa, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều bên phải, rồi lui ra cùng ngồi một phía. Có 49.000 Yết Lộ Trà Dương, đứng đầu bởi Hương Tượng Thế Lực Dương. Có Kiền Thác Bà, Atula, Khẩn Na La, Mạc Khô Lạc Già, vân vân. Có các thần tiên rừng núi sông biển, có quốc dương của các quốc gia lớn, được tháp tùng bởi Hoàng Hậu Hoàng Phi. Có nam nữ đức tin trong sáng, các chúng nhân loại và chư thiên cùng đến dân tập, cùng nguyện hộ về Đại Thừa Tối Thượng, đọc xét gian nghĩa, tụng tập thuộc lòng, học hỏi tiếp nhận, nắm giữ trong trí, sao chép lưu thông. Sau lúc quá trưa, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, đi quanh Ngài ba vòng theo chiều phải, rồi lui ra cùng ngồi mỗi chúng một phía. Đại hội như vậy bao gồm Thanh Văn, Bồ Tát, nhân loại, chư thiên, tám bộ long thần, dân tập khá rồi. Ai cũng nhất tâm chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Thế Tôn, mắt không rời Ngài. Họ thích thú muốn nghe chánh pháp siêu diệt nhiệm màu. Lúc ấy Đức Thế Tôn sau lúc quá trưa xuất khỏi thiền đình, quan sát đại hội mà nói những lời chỉnh chú sau đây: Ánh sáng hoàng kim, bản kinh nhiệm màu, siêu diệt hơn hết, vua của các kinh, kinh ấy rất sâu, khó mà nghe được, kinh ấy chính là lĩnh vực của Phật. Như Lai ngày nay sẽ tuyên thuyết đến bản kinh như vậy cho cả đại hội. Hướng đông có đức A Xuất Như Lai, hướng nam có đức Bảo Tướng Như Lai. Như Lai hướng tây là Vô Lượng Thọ, Như Lai hướng bắc là Thiên Cổ Âm. Bốn đức Như Lai bốn hướng như vậy cùng đem quy thần hộ trì kinh này. Như Lai sẽ nói pháp màu sám hối, pháp ấy Cát Tường, pháp ấy Thù Thắng, năng lực pháp ấy diệt mọi tội ác, loại trừ sạch sẽ những hành vi ác, tiêu tan mọi nỗi khổ não tai họa, thường xuyên đem lại yên vui khó lường. Căn bản pháp ấy là nhất thế trí và được trang hoàng bởi bao phẩm chất. Những ai cơ thể không được hoàn hảo, đời sống sắp sửa đi đến quỷ diệt, những sự đáng sợ đã biến hiện ra, chư thiên thiện thần cùng lánh xa cả, thân hữu tức giận, thân quyến phân ly, mọi phía giống nhau, sản vật tan tác, ác tinh tác quái, tà độc xâm phạm, ưu sầu quá nhiều, khổ não lại ép, ngủ nghỉ ác mộng, từ đó phiền não, người ấy phải nên tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục sạch sẽ tinh khiết. Đối với kinh này, bản kinh màu nhiệm rất mực sâu xa. Như Lai ca tụng, hãy nên chuyên chú, lòng không tán loạn, nghiên cứu tụng thuộc, lắng nghe tiếp nhận,
nắm giữ trong trí, chuyên tâm phụng trì, thì nhờ quy lực của kinh pháp này mà được tách rời mọi sự tai họa, bao nỗi khổ sở cùng trừ diệt cả. Bốn vị thiên vương hộ về thế giới cùng với đại thần tùy thuộc của họ, vô lượng diệt xoa nhất tâm hộ về. Lại có thiên nữ tên Đại Biện Tài, thần sông Ni Liên, thần mẹ Ha Lị, địa thần Kiên Lao, Phạn Dương Đế Thích cùng với Long Dương và Cẩn Na La, Kim Sĩ Điểu Dương, Tu La Chư Thiên. Bao nhiêu chư thiên thần chúng như vậy, ai cũng đem theo tùy tùng của mình cùng đến hộ vệ cho người như vậy, cả ngày liền đêm, thường không tách rời. Như Lai sẽ nói về kinh pháp này, bản kinh rất sâu, chỗ Như Lai đi và là mật giáo của chư Như Lai, ngàn vạn kiếp đời khó mà gặp được. Ai nghe kinh này đem nói cho người, hay xin tùy hỷ hoặc thiết cúng phẩm, thì người như vậy sẽ vô lượng kiếp được các thiên nhân long thần kính trọng, cái khối phước đức nhiều hơn hằng sa. Nghiên cứu tụng thuộc kinh pháp như vậy thì sẽ có được khối phước đức ấy, được chư Thế Tôn khắp trong mười phương, được chư Bồ Tát tu hành sâu xa cùng hộ trì cho tách rời khổ nạn. Hiến cúng kinh này thì như đã nói, tắm rửa sạch sẽ, phụng hiến hoa hương, khởi ý từ bi. Vì người phụng hiến muốn nghe kinh này, tâm phải sạch sẽ, thường sinh hoan hỷ, lớn thêm công đức, đem lòng tôn trọng mà nghe kinh này, thì thế chính là khéo làm thân người rời xa mọi nỗi khổ não tai nạn. Kẻ ấy thiện căn đã là thuần thục, được chư Như Lai cùng nhau ca tụng, mới nghe kinh này và sám pháp này.